Anh Ngọc anh mấy tuổi rồi? 4 tuổi hả? Thế thì trèo lên xe xong rồi bác đưa con đi chơi nhá. Cả ba nữa. Dịch này ai đi chơi á? Dịch kẽ. Bác đưa bằng ô tô không sợ nhá. Đi đi bắt con đi 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 bắt con thỏ nhá. Đi bắt con thỏ để đây. Để đấy. Để đấy. Lên xe đi. Cho cháu lên đi. Đấy, con trèo lên. Lên đi, lên đi. Đây, cháu bé mới 4 tuổi đây. Các không. Đấy. Lên xe.